vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi sau đây phần tin thế giới. Nhận thông tin tiêu cực về tình hình sản xuất của cỗ máy khổng lồ Trung Quốc, chứng khoán Mỹ khởi động phiên đầu tiên của năm 2016 với sắc đỏ trên cả ba chỉ số chính. Thông tin về tình hình sản xuất công nghiệp Trung Quốc trì trệ khiến nỗi e ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu lại trỗi dậy trong giới đầu tư tài chính. Thị trường chứng khoán Mỹ với chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm ngay 1,6% so với phiên cuối cùng của năm cũ. Đây cũng là mức giảm điểm lớn nhất của chỉ số này trong phiên đầu năm kể từ 2008. Chỉ số S&P 500 cũng để rơi mức 1,5% điểm số. Riêng chỉ số công nghệ Nasdaq giảm điểm mạnh nhất trong số 3 chỉ số chính với 2,1%. Như vậy, cả S&P 500 và Nasdaq đều có phiên mở hàng đầu năm xấu nhất kể từ 2001. Tuy thị trường giảm điểm, nhưng niềm an ủi lớn cho giới đầu tư là thanh khoản lại khá tốt, với khoảng 8,5 tỷ cổ phiếu khớp lệnh trong phiên đầu tuần, cao hơn 18% so với mức bình quân của 20 phiên gần nhất. Đây cũng là phiên có lượng khớp lệnh tốt nhất trong 2 tuần gần đây. Trong khi giới đầu tư Mỹ chưa hết lo lắng về kinh tế Trung Quốc, thì thị trường Mỹ lại phát đi thông điệp hoạt động sản xuất yếu đi trong tháng 12, với chỉ báo ISM chỉ ở mức 48,2 điểm, mức điểm thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2009. Còn chỉ số PMI tháng 12 thì bất ngờ lao dốc từ mức 48,7 điểm hồi tháng 11 về chỉ còn 42,9 điểm. Những thông tin kém vui dồn dập xuất hiện gần như cùng lúc đã kéo toàn bộ 10 nhóm cổ phiếu trong rổ tính S&P giảm đỏ khi đóng cửa. Chỉ số đại diện cho nhóm năng lượng giảm ít nhất chỉ chưa đến 0,2%. Và cho dù được nâng đỡ bởi thông tin Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bơm tiền để cứu thị trường tài chính, nhưng nhiều sàn chứng khoán lớn ở châu Á vẫn khép lại phiên giao dịch ngày 5 tháng 1 trong sắc đỏ. Phiên giao dịch ngày 5 tháng 1 ghi nhận sắc đỏ vẫn còn phủ khắp các sàn chứng khoán lớn ở châu Á, trong đó chỉ số ADX 200 của Úc giảm điểm đến 1,6%, Nikkei của Nhật Bản giảm 0,4%, còn tại các sàn giao dịch từ Hồng Kông đến Thượng Hải, lực bán vẫn đang áp đảo bên mua. Duy chỉ có thị trường Hàn Quốc giữ được màu xanh với chỉ số KOSPI tăng 0,6%. Tại thị trường Trung Quốc, nơi đang thu hút sự chú ý của hầu hết giới đầu tư toàn cầu, đã giảm sâu trong phiên ngày thứ hai trước đó đã được phanh bước phần nào. Cả ba chỉ số đại diện cho sàn chứng khoán Hồng Kông, Thượng Hải lẫn Thẩm Quyến chỉ còn giảm từ 0,4 đến 1,4%. Theo các nhà phân tích, động thái bơm tiền vào thị trường tài chính để kéo giảm mặt bằng lãi suất cho vay được Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố ngay trước giờ mở cửa thị trường đã hỗ trợ đáng kể cho tâm lý của giới đầu tư. Đó cũng chính là lý do khiến chỉ số CSI 300 đã có lúc bật tăng ngay từ khi mở phiên. Cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng khẳng định sẽ tiếp tục can thiệp nếu thị trường rơi vào trạng thái hoảng loạn do quá bán. Tuy vậy, với các nhà bình luận, cách làm này lại có thể khiến cho nỗi sợ hãi bán tháo của nhà đầu tư nhỏ lẻ tăng thêm. Lần đầu tiên trong vòng 50 năm thì Thụy Điển kiểm soát giấy tờ của hành khách nhập cảnh từ Đan Mạch. Phía Đan Mạch cũng tạm thời thực hiện biện pháp này đối với hành khách qua biên giới từ Đức. Giữa lúc dòng người di cư không có dấu hiệu dừng lại thì các quốc gia trong khối chung biên giới Schengen của châu Âu đang thực thi các biện pháp đơn lẻ nhằm siết an ninh biên giới. Ngày 4 tháng 1, cầu Øresund nằm ở biên giới Thụy Điển Đan Mạch kẹt xe gần 1 tiếng đồng hồ do Thụy Điển bắt đầu tiến hành kiểm soát giấy tờ hành khách thông quan. Năm ngoái, Thụy Điển đã đón nhận 160.000 người di cư. Con số này đã gánh nặng lớn lên ngân sách cho các dịch vụ xã hội. Kết quả, Thụy Điển buộc phải siết an ninh biên giới, đặc biệt là đối với những hành khách thông quan qua đường bộ bằng phương tiện giao thông công cộng. Phía Đan Mạch cũng thực hiện biện pháp tương tự tại biên giới với Đức. Hiện tại các biện pháp kiểm soát giấy tờ của Đan Mạch chỉ kéo dài 10 ngày, nhưng chính phủ cho biết sẽ gia hạn nếu cần thiết. Trong khi đó tại Đức, nước này đang tỏ ra quá tải khi phải đón 1 triệu người tị nạn. Nếu các nước lén dừng siết an ninh biên giới, dòng người di cư sẽ ùn ứ lại tại Đức, tạo thêm sức ép cho quốc gia này. Hiện Ủy ban châu Âu EC đã thống nhất kế hoạch phân bổ người di cư. Tuy nhiên, lượng người di cư đã vượt quá con số mà giới chức có thể kiểm soát, buộc các nước phải có những hành động đơn lẻ. Bất chấp việc tốn thêm một khoản chi phí lớn để siết an ninh biên giới, chẳng hạn như ở Đan Mạch, nước này phải chi gần 147.000 đô la một ngày cho việc kiểm soát căn cước. Đoàn đại biểu gồm lãnh đạo của bang Virginia và 20 doanh nghiệp tại Mỹ đã có mặt tại thành phố Havana của Cuba trong chuyến thăm chính thức quốc gia láng giềng. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước sau một năm bình thường hóa quan hệ. Ông Mark Olive, tổng thống bang Virginia đã trở thành lãnh đạo tiểu bang thứ tư của Mỹ đến thăm Cuba kể từ khi hai nước tuyên bố bình thường hóa quan hệ vào ngày 17 tháng 12 năm 2014.
Chuyến thăm của ông Mark Olip cùng 20 đại diện doanh nghiệp khác đến Cuba với mục đích tăng cường mối quan hệ giao thương thông qua việc ký kết một biên bản thỏa thuận hợp tác giữa cảng Virginia của Mỹ và cảng Mariel nằm cách thành phố Havana 20 km về hướng Tây. Chúng tôi tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác giữa cảng biển Virginia của Mỹ và Mariel của Cuba vào ngày 5 tháng 1. Tôi cùng với 20 nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang có mặt tại Havana để xây dựng mối quan hệ hợp tác ở một tầm cao mới. Mối quan hệ này đã được sang trang nhờ vào những nỗ lực của lãnh đạo hai nước, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Chủ tịch Raúl Castro. Trước đó, lãnh đạo ba tiểu bang khác như New York, Texas và Arkansas, nước Mỹ cũng đã đến Cuba nhằm nối lại quan hệ giao thương giữa hai nước sau hơn nửa thập kỷ cấm vận. Thưa quý vị, cả tuần nay thì một sân vận động thuộc Olympic 2016 tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil đã bị cúp cả điện và nước. Nguyên nhân là do 2 tháng chưa thanh toán hóa đơn. Sân vận động Engenho tại thành phố Rio de Janeiro hiện đang nợ tiền điện nước đến 225.000 đô la Mỹ. Sân này có sức chứa 45.000 người, xây từ năm 2007. Theo hợp đồng ký 20 năm với chính quyền thành phố, thì đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Botafogo. Botafogo phải chịu trách nhiệm mọi chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động. Đến năm 2013, sân Engenho đã phải đóng cửa để trùng tu sau khi bị phát hiện trần nhà có dấu hiệu bị hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ. Tuy nhiên, sau 2 năm trùng tu, câu lạc bộ Botafogo lại trao trả sân lại cho chính quyền để chuẩn bị đăng cai Olympic 2016. Vấn đề là cho đến nay, không có ai chịu trách nhiệm trả tiền điện nước trong 2 tháng qua. Hôm 4 tháng 1 vừa qua, chính quyền địa phương và các quản lý câu lạc bộ đã tổ chức một cuộc họp để bàn bạc về vấn đề này, nhưng cả hai bên đều không đưa ra được bình luận nào. Thưa quý vị, chính phủ Bolivia mới đây đã gửi 200 quân lính đến thị trấn gần khu vực biên giới với Brazil sau khi xảy ra hàng loạt các vụ án mạng liên quan đến những đối tượng buôn lậu thuốc phiện. 200 quân lính vừa được Tổng thống Bolivia Evo Morales điều động đến thị trấn San Matias gần biên giới với Brazil nhằm tăng cường an ninh cho khu vực hiện có 15.000 người sinh sống. Nhiều năm qua, San Matias đã trở thành điểm nóng của chính phủ hai nước về buôn lậu thuốc phiện với số lượng tội phạm không ngừng tăng lên, trong đó có cả những vụ án mạng liên quan đến các đối tượng này. Theo ghi nhận, chỉ trong vòng 4 tháng qua đã có đến 10 người bị giết hại tại thị trấn San Matias, bao gồm cả điều tra viên của các cơ quan chức năng. Ban đêm, chúng tôi không bao giờ dám ra đường vì không lường trước được chuyện nguy hiểm gì có thể xảy ra. Thỉnh thoảng người ta giết nhau bất chấp lý do. Bolivia là quốc gia sản xuất cocaine nhiều thứ ba toàn cầu, nằm trên trục đường chính vận chuyển thuốc phiện đến nhiều nước láng giềng. Do đó, suốt nhiều năm qua, an ninh biên giới luôn là vấn đề gây đau đầu cho chính phủ nước này và các quốc gia trong khu vực. CEO của liên minh Renault-Nissan là ông Carlos Ghosn vừa thông báo sẽ đầu tư thêm nữa vào nhà máy của mình tại Rio de Janeiro của Brazil để sản xuất một dòng xe mới, bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra sâu sắc tại đây. Ông cho biết sẽ đầu tư 185 triệu đô la và tuyển thêm 600 nhân viên vào làm việc tại nhà máy Nissan, nơi chiếc xe mới Nissan Kicks sẽ được sản xuất vào cuối năm nay. Ông cũng cho biết đã nhìn thấy tiềm năng để có thể chiếm thị phần tại thị trường rộng lớn này. Mặc dù cái tên tuổi lớn nhất của ngành công nghiệp ô tô Brazil đang cắt giảm ngân sách chi tiêu, trong cuộc họp báo tại trụ sở Nissan ở Rio, ông Scon cho biết công ty đang tập trung cho công việc tăng khả năng cạnh tranh tại thị trường Brazil để tránh tình trạng thua lỗ. Chúng ta đang trải qua giai đoạn xâm nhập thị trường Brazil với việc giới thiệu những mẫu xe mới, mở rộng nhà máy và tăng khả năng cạnh tranh. Nhưng chúng ta cũng cần xem xét rằng thị trường đang trong giai đoạn khó khăn, cho nên chúng ta cần giữ cân bằng giữa những cam kết ngắn hạn giảm thua lỗ và chuẩn bị cho thị trường cất cánh một lần nữa. Lãi suất tăng, lạm phát và thất nghiệp đang khiến niềm tin tiêu dùng của người dân Brazil bị lung lay. Nhu cầu mua xe mới cũng vì thế suy giảm. Doanh số bán xe của Brazil năm 2015 rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 16 năm. Tuy nhiên, ông Scon cho biết vẫn tin tưởng vào thị trường này mặc dù phục hồi chậm. Brazil là một trong năm thị trường ô tô lớn nhất thế giới, nên nhiều tên tuổi hãng xe lớn góp mặt như Fiat Chery, Volkswagen, General Motors, Ford. Thị phần của Nissan chỉ chiếm 2,5% trên thị trường Brazil, xếp hạng thứ 9 tại đây.